Inter Miami đã phải thưởng thức trận thua đầu tiên của mình trong một ngày thi đấu mà không có sự xuất hiện của Lionel Messi. 12 trận trôi qua kể từ khi mà GOAT chuyển đến, đội bóng miền biển nước Mỹ có thể thoải mái đối mặt và thách thức mọi đối thủ mà họ gặp. Mọi thứ diễn ra như một cơn mơ không có lối thoát, và khi họ gục ngã, câu chuyện mới bắt đầu được phân tích bởi báo chí. Còn khán giả làng túc cầu thì dĩ nhiên họ biết những gì vừa xảy ra trước Atlanta United là không thể tránh khỏi từ phía thầy trò của Gerardo Martino. Ông thầy đương nhiệm, kia một người cộng sự trong quá khứ của Lionel Messi, đã khẳng định rằng đội bóng của ông sẵn sàng cho giai đoạn thiếu vắng ngôi sao quan trọng nhất. Họ đã có khoảng một tháng để chuẩn bị cho giai đoạn khó khăn này, và trận thắng trước Kansas City đã khiến người hâm mộ màu áo hồng đen tỏ ra yên tâm hơn về chất lượng thi đấu của đội bóng này. Nhưng rồi, trong 1, 2, 3 năm, Atlanta United với lợi điểm sân nhà của họ chẳng đánh rơi bất cứ điểm nào. Chiến thắng 5 sao và chỉ có 2 lần Inter Miami tạo nên những khoảnh khắc rượt đuổi. Rõ ràng, đội bóng miền Nam Florida đang rất nhớ Messi. Họ đã giành được chức vô địch League Cup với sự năng lượng hủy diệt của số 10 huyền thoại đội tuyển Argentina. Vị thế của đội bóng như thể được nâng tầm siêu tốc với nhãn quan chiến thuật và khả năng chỉ đạo của El Pulga trên sân cỏ. Họ đã vào được tới 2 trận chung kết chỉ trong chưa đến 10 trận đấu sau khi ký hợp đồng thế kỷ. Tuy nhiên, với tần suất thi đấu thường chỉ từ 3 đến 4 ngày một trận, thì sẽ rất khó để tránh được tình huống mà Lionel Messi gặp chấn thương. Thậm chí, ngay cả những cầu thủ trẻ tại Vice City đôi khi còn mửa ra cả trên sân hoặc là đổ gục xuống khi hồi còi mãn cuộc vang lên. Vì vậy, trận thua vừa qua diễn ra dù là một tình cảnh không ai trong số người hâm mộ đội bóng bang Florida này mong muốn, nhưng cũng chẳng phải là một cơn địa chấn gì đâu. Atlanta là một câu lạc bộ có lẽ hiếm ai biết đến trước khi Lionel Messi đặt chân đến đây. Người hâm mộ thể thao nếu có nghe qua thành phố này thì chắc cũng chỉ biết về đội bóng rổ Atlanta Hawks, chứ không ai nghĩ rằng United cũng là một hậu tố được sử dụng ở đây, liên đới đến thể thao. Khi tỷ số được định đoạt bởi Wolf, dòng trạng thái của đội bóng này trên Twitter có tiêu đề là Wolfie with the dagger. Dagger có nghĩa là con dao găm, và dagger shot ám chỉ một số điểm quyết định chốt hạ trận đấu trong bộ môn bóng rổ. Ở Mỹ, việc một người hâm mộ nhiều môn thể thao không còn là điều mới mẻ nữa. Nhưng đối với các khán giả ở các châu lục khác, đây không khác gì một nồi lẩu Thái loạn lạc. Sau chiến thắng như vớ được vàng, đội bóng của huấn luyện viên Gonzalo Pineda đã gáy rất vàng. Họ đã đăng hàng loạt tweet hướng về Lionel Messi. Đầu tiên là cái pizza bị nguyền rủa mà El Pulga khoe trong một nhà hàng tại Argentina cách đây không lâu. Những quả nho và cà chua bị xếp lại thành chữ L, tức là loser, thua cuộc. Sau đó, họ tiếp tục chỉnh sửa màn quảng cáo sản phẩm iPhone 15 của nhà Apple với tỷ số của trận đấu gần nhất, cùng với dòng trạng thái iOS Update 17.0. Sau đó, hàng loạt hình ảnh từ phòng thay đồ đến sân cỏ được chia sẻ. Đúng là dù có giành được chức vô địch tại giải đấu MLS, thì đây mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của họ. Với một đội bóng đang có cơ hội rất nhỏ để lọt vào vòng playoff, việc giành chiến thắng của Atlanta United là điều đương nhiên mới phải. Lý do thì ai cũng biết, một đội bóng có sự xuất hiện của Lionel Messi thì luôn được đánh giá cao hơn. Đây là câu nói của huấn luyện viên FC Dallas Estevez sau trận thua tâm phục khẩu phục ngay ngày đầu tháng 8 này. Và chiến thắng trước đội bóng có Messi thì không khác gì vô địch thế giới cả. Về tỷ số 4-0, chắc chắn định hướng người hâm mộ đến chiến thắng đậm đầu tiên của Inter Miami trước đối thủ là Atlanta United, cùng với đội hình mạnh nhất của họ. Quân tử không nói hai lời và huấn luyện viên Gonzalo Pineda đã trở mặt rất nhanh sau một trận thắng mà đối phương không thể sử dụng đội hình mạnh nhất. Ông đã nói như thế này sau trận thua đậm 4-0 trước đội bóng thành Miami. Chúng tôi đã có một vài cơ hội để thay đổi kết quả trận đấu này, nhưng không thể tận dụng được chúng. Chúng tôi gặp khó khăn và tạo ra hàng loạt sai lầm mà bạn không được phép mắc phải khi đối đầu với một cầu thủ như Lionel Messi. Một tháng trước, sự khiêm tốn còn xuất hiện. Nhưng sau chiến thắng gần đây, ngoài những bức hình selfie, đã có sự thách thức trong giọng điệu của người đàn ông này khi được hỏi liệu ông có đem việc Messi vắng mặt ra để làm động lực cho các cầu thủ hay không. Chiến lược gia này rất quả quyết. Không có thêm động lực nào từ đó đâu. Ý tôi là bạn sẽ không biết những gì có thể xảy ra nếu như Messi xuất hiện trên sân. Tất nhiên, họ có lẽ đã thi đấu tốt hơn trước đó. Nhưng tôi nghĩ tâm lý chiến của đội là chúng tôi sẽ vẫn phải giành được một kết quả tốt khi có Messi trên sân. Tôi đã nghĩ như vậy và tôi cảm thấy rất tự tin. Khi được hỏi về tin tức ông biết được từ việc Messi không đến Atlanta, chiến lược gia Pineda đã nói kiểu nửa đùa nửa thật. Cái pizza, toàn là cà chua, những thứ kiểu như vậy. Với quyết định không trao cơ hội cho Lionel Messi trong trận đấu vừa qua, Gerardo Martino cho thấy ông cẩn trọng như thế nào với kết quả chung cuộc mùa giải năm nay. Thậm chí, việc để thua dù chỉ là một trận tại giải đấu MLS
cũng có thể khiến mục tiêu trở lại ở giải đấu này trở nên bất khả thi. Nhưng ngay cả khi sự trở lại mạnh mẽ của một con tàu đắm không đến, Messi mà tiếp tục khỏe mạnh và đóng góp thêm vài năm đỉnh cao nữa trong màu áo của đội bóng thành phố Miami. Vậy thì người chiến thắng sau cùng, ai cũng đã rõ. Sau trận thua đậm của đội nhà, huấn luyện viên Martino đã nói về tham vọng của mình và có đôi lời về việc cất giữ Jordi Alba cùng với Messi. Có những nguy cơ đem tới hậu quả xấu nếu họ ra sân và chơi trong trận đấu này. Sân cỏ nhân tạo không liên quan tới vấn đề đó. Đây là lộ trình từng ngày bởi vì chúng tôi có nhiệm vụ phải cố gắng đặt chân vào vòng playoff. Nhưng chúng tôi còn trận US Open Cup quyết định vào ngày 27. Vì thế thi thoảng sẽ phải có những lựa chọn khó khăn được đưa ra bởi vì có những trận đấu mang tính chất của cả một mùa giải. Trong thực tế, trận chung kết sẽ đến vào ngày 27, chỉ một trận đấu nhưng cho cả một danh hiệu. Còn tại MLS sẽ cần tới 7 hoặc 8 ngày thi đấu nữa. Và ngay cả khi chúng tôi giành được chiến thắng tất cả các trận đấu thì nó cũng không rõ ràng rằng chúng tôi sẽ đạt được gì. Chúng tôi bắt đầu hành trình này khi bị bỏ xa rất xa. Tất nhiên, chúng tôi không từ bỏ niềm hy vọng, nhưng trọng tâm của chúng tôi đang hướng về trận chung kết ấy. Messi đã có 11 bàn và 5 đường kiến tạo kể từ ngày gia nhập màu áo hồng đen của Inter Miami. Anh vẫn mang nguồn năng lượng và niềm cảm hứng trên cả đội tuyển quốc gia. Những pha lả lướt đỉnh cao vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, chưa chóc tí sơn nào. Sự xuất hiện của Messi ở giải đấu này có thể xem là một sự hơi thiếu công bằng đối với những đội bóng còn lại. Cách mà anh đưa đội bóng của David Beckham một bước lên tiền, ngay cả khi đó là giải đấu trên đất Mỹ như thế, thì sẽ phải rất lâu nữa mới có một cầu thủ tạo nên được nguồn cảm hứng lớn đến như vậy, kể cả trong sân và ngoài sân. Không có Messi trong đội hình, thì dĩ nhiên Inter Miami không phải là một đối thủ đáng gờm trên mọi đấu trường mà họ tham gia. Chất lượng thi đấu của một huyền thoại bóng đá đương đại chưa thời điểm nào bị nghi ngờ. Còn giá trị truyền thông của Messi lớn đến như thế nào, chúng ta cũng không cần phải nhắc lại điều đó quá sâu làm gì. Messi đang tận hưởng bóng đá trọn vẹn hơn. Anh cũng đang có một khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi kết hợp với việc vừa mua được hẳn một căn villa view biển Pro Max. Tuy nhiên, khi chứng kiến đội nhà bị hành ra bã như vậy, thì chắc El Pulga cũng đang chạy đua với thời gian để nhanh chóng trở lại và tiếp tục khiến cho những giải đấu ở nước Mỹ phải gọi tên anh trong nước mắt qua từng ngày. Hổ không gầm, lại tưởng là Hello Kitty. Messi mà ra sân từ sớm, thì Atlanta có tránh được bàn thua trong 20 phút đầu tiên không còn là một câu hỏi khó trả lời. Chứ lại bảo là không sợ thế này thì chết dở rồi. Thôi thì chờ thêm vài ngày để Messi xuống núi và tiếp tục giã gạo giải đấu này. MLS hay là US Open Cup đang có được một chút yên bình lại không muốn. Vậy thì chuẩn bị đón chờ nguồn sức mạnh hủy diệt địa cầu trở lại đi.